Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong hoa rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở là rừng em có cập bến mới rất là nhiều những cái dòng hàng kg đẹp đáng sưu tầm và thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần, những cái tác phẩm rất là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho những cái cho bộ sưu tập của vườn lan nhà mình ạ. Và bên cơ sở là rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng dáng hương tam bảo sắc, hàng lá xếp ạ. Và lâu lắm rồi thì em mới về một cái lô dáng hương tam bảo sắc như thế này. Cái dòng hàng quốc dân và cái mùi hương thì thực sự quá là tuyệt vời. Cái dòng dáng hương tam bảo sắc này này, một trong những cái loại lan mà đây là cái mùi hương mà ở trong tất cả các dòng lan thì có lẽ cái mùi hương tam bảo sắc chính là cái mùi hương mà em yêu thích nhất. Em bán tam bảo sắc với giá là 160.000 trong 1 kg. Sau bên này đây sẽ là dáng hương đuôi sóc ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, cây to và đều rất là đẹp luôn đó, hàng đều đẹp, rất là đẹp luôn nhé. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc, toàn đều là những cái cây xếp V rất là tuyệt vời, bởi vì hàng này thì là những cái hàng mà đã tuyển chọn những cái cây gọi là khá là lớn, những cây bé thì nhà vườn người ta đã lấy hết rồi đấy ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng dáng hương đuôi cáo. Hàng dáng hương đuôi cáo thì hôm nay em có hàng bán theo cân cô chú anh chị này. Hàng thì em đã cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi và cây thì rất là tươi và đẹp luôn. Đó. Thì cái dòng dáng hương đuôi cáo này em xin phép được bán với giá là 180.000 trong 1 kg và số cây thì nó sẽ rơi khoảng tầm 10 cho đến 15 cây cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng này thì em sẽ bán sâu chứ không có chọn là cây xếp, cây lướt hay là nói chung là cái hàng thì toàn bộ đều là hàng là ngắn đẹp. Đấy, không có chọn cây to cây nhỏ gì, em cứ bốc xô lên. Và bởi vì cái hàng này thì em đã chọn lựa rất là kỹ, là những cây rất là đẹp rồi. Sang bên này đây sẽ là dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Gà tròn của vùng Cao Bằng với giá là 190.000 trong 1 kg. Khi mà cô chú anh chị xem thấy nhận hàng về cái cây gà tròn của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị sẽ thấy rằng là thân của nó dẹt như là cái thân gà dẹt. Tuy nhiên khi mà sổ hoa thì mặt bông là mắt nhung đen và bông hoa rất là rực rỡ của đùi gà tròn cô chú anh chị nhé. 190.000 trong 1 kg. Và sau bên này đây sẽ là dòng dáng hương hoàng nhạn. Cái dòng lan coi là hoàng nhạn tháng 4, coi là chị em song sinh với hoàng nhạn tháng 8. Thời điểm bây giờ thì hoàng nhạn tháng 8 mỗi một cây có lẽ là một vài trăm, có lẽ có khi lên đến khoảng tầm cả triệu cho những cây lớn. Thì cái dòng hoàng nhạn tháng 4 này thì hoa cũng như là hương không khác gì cái hoàng nhạn tháng 8 cả của chị anh chị ạ. Chỉ khác là nó nở vào mùa tháng 4 thôi. Đó. Và cái dòng hoàng nhạn tháng 4 này thì hàng chọn lựa rất là đẹp luôn nhé của chú chị nhé. Cây nhỡ nhỡ xinh xinh rất là đẹp. Em bán với giá là 600.000 trong 1 kg. Và bây giờ em sẽ bốc xô khoảng tầm, em sẽ bán từ 0,1 kg. Thì bây giờ em sẽ bốc xô 0,1 kg để xem là nó sẽ được bao nhiêu cô chú chị nhé. 0,1 kg. Em đang bốc xô. Đây chỗ này rơi vào 0,1 kg này cô chú anh chị này. Em bốc lẫn lộn cả cây to cây nhỏ thì được là đây cả một cái lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 cây. Đó, được 9 cây như thế này. Đấy, đủ cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một cái giò lan rất là đẹp rồi. Hoàng nhạn, em xin nhắc lại là dòng hoàng nhạn tháng 4, 600.000 trong 1 kg của chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan tiểu hồ điệp. Cái dòng tiểu hồ điệp này cây lá xếp cực kỳ là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Cây rất là tuyệt vời luôn nhé. Hàng cây cứng cáp mà cái hàng lô hàng này về thì người ta giữ được lá khá là tốt. Và cái dòng này thì nó sẽ sổ khá là nhiều những cái màu sắc này. Đấy, có những cây màu hồng đậm và cũng sẽ có những cây màu hồng nhạt hơn. Đấy, nói chung là nó sổ khá là nhiều những cái màu sắc rực rỡ. Cái hàng này thì khi mà nó sổ hoa thì mới biết thôi, chứ còn bây giờ thì không thể chọn lựa được mùa hoa đâu ạ. Và em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Cái dòng 150.000 cho 1 kg dòng tiểu hồ điệp này cô chú anh chị nhé. Nói là tiểu hồ điệp thôi, nhưng mà thực ra cái cần hoa của nó rất là dài, dài 3-40 cm luôn đấy cô chú anh chị. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiều vuông cánh trắng.
Cái dòng này cô chú anh chị về có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn đấy ạ. Với hoa như những những cái chiếc đèn lồng rất là rực rỡ. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg, và sang bên này đây sẽ là dòng hoa hoàng cam. Hoa hoàng cam bình thường là 300.000 cho 1 kg. Tuy nhiên cái hàng của ngày hôm nay khỏe và đẹp nhá. Em bán với giá chỉ có 250.000 cho 1 kg thôi. Đó. Em sẽ bán từ 0,2 kg. Với 0,2 thì cô chú anh chị có thể sở hữu cho mình những cái giỏ hỏa hoàng cam với sắc hoa cam lửa vô cùng là rực rỡ rồi đấy ạ. Bên này thì em có một cái lô duy nhất, một cái lô sơn thủy tiên này thôi. Về cô chú anh chị làm một giỏ đẹp luôn. Sơn thủy tiên 70.000 cho lô sơn thủy tiên này. Và bên này thì em có 2 cái lô hoàng thảo ý ngọc hàng đã xuống hết lá rồi. Mỗi lô như vậy em bán với giá là 60.000 cho một cái lô ý ngọc này thôi. Sang bên này là nhất điểm hồng, em có 2 cái lô nhất điểm hồng này cô chú anh chị này. Mỗi một lô nhất điểm hồng như vậy em bán với giá là chỉ có 40.000 nhá. Và hoàng thảo tam bảo sắc, cái dòng lan mà có hoa cực kỳ là rực rỡ. Cái hoàng thảo tam bảo sắc này em xin phép được bán với giá mỗi một lô như vậy là 60.000 trong một lô, đủ của chú anh chị là một cái giỏ đẹp ạ. Và bên này em có duy nhất một cái hình quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Hình này có tất cả 8 cây. Đó, à 7 cây chứ không phải là 8 cây mà là có tất cả 7 cây. À, lô này em thấy là có 1 2 3 4 5 6 cây thôi ạ. 6 cây. 6 cây hàng là xếp rất là xinh như thế này. Em sẽ bán với giá là 180.000 thôi. Cô chú anh chị sở hữu ngay một giò tam bảo sắc rất là đẹp rồi. Sang bên này đây thì em có cái dòng hoàng thảo hương vani. Hàng hiện tại thì thân căng mướt luôn này cô chú anh chị này, hoàng thảo hương vani ạ. Cây bây giờ đã bắt đầu xuống lá rồi, cái mùi hương thơm ngọt ngào rất là quyến rũ luôn. Hoàng thảo hương vani em bán với giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây địa lan quân tử. Cái dòng địa lan quân tử này là những cái cây mà có cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là một cái ý nghĩa thực tế của nó. Em nghĩ rằng với cái ý nghĩa thực tế rất là tuyệt vời thì cô chú anh chị có thể mỗi một gia đình đều nên có những cây lan quân tử này trong nhà. Bởi vì là cái cây địa lan quân tử này này, ngoài nó tạo ra cái không gian xanh trồng trong phòng khách hay phòng làm việc cô chú anh chị nhé, phù hợp trồng trong nhà, để trong phòng khách hay phòng làm việc hay là phòng ngủ đều rất là hợp lý, tạo cái không gian xanh. Thứ hai, nó có thể giúp cho mình loại bỏ những chất khí độc hại từ không khí hay là những tia sóng điện từ tivi hay là từ điện thoại nhé, tạo môi trường rất là trong lành cho những người trong gia đình của mình ạ. Và một cái chậu địa lan quân tử như vậy, cây to và đẹp khỏe, em bán với giá chỉ có 70.000 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan kiều lộc bắc ạ. Dòng kiều lộc bắc này cô chú anh chị này, từ trước nay thì hàng kiều lộc bắc thì bình thường là người ta sẽ bán khá là đắt đỏ cô chú anh chị ạ. Một cái chậu kiều lộc bắc như thế này trước đây phải trên 300.000. Thì hiện tại thì một cái chậu kiều lộc bắc nhiều thân như thế này, nhiều thân xinh đẹp như thế này, em chỉ bán với giá có 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. 130.000 cho một chậu kiều lộc bắc như vậy thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm rồng đỏ. Bình thường trước đây là người ta sẽ bán theo thân ạ. Mỗi một thân sẽ rơi khoảng tầm 100.000. Cái hàng này là một cái cây lan đẹp nổi tiếng và nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Và một cái chậu trầm rồng đỏ đẹp rơi vậy nhất là 4 thân. Đấy, 4 thân xum xuê, thân lá xếp nổ đẹp. Em bán với giá chỉ có 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. 140.000 thôi cho một cái chậu như vậy đi ạ. Và bên này thì em có một cái giò lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Những nơi ấm áp có thể nở hoa thời điểm Tết ạ. Một cái chậu kim điệp xuân như thế này, giò này thì có khoảng tầm chục thân cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là chỉ có 120.000 thôi. Cái giò này khi mà sổ hoa đủ cho cô chú anh chị có một màu vàng rực rỡ ạ. Sau bên này sẽ là những cái cây cát lai a, dòng lan cát một lá bông đại. Một cái loại lan mà được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đấy ạ. Hoa cực kỳ là rực rỡ. Giá em bán chỉ có 90.000 cho một chậu thôi. Dòng này hoa nở quanh năm, bông hoa to và cái độ to của nó khoảng tầm 10 cm nhé. Bông hoa cực kỳ là to luôn, rất là rực rỡ luôn đấy ạ. Dễ thuần, dễ chăm. Tiếp sau bên này đây sẽ là những cái cây đai châu ạ. Đây là những cái cây đai châu màu đỏ gấm nhé. Một cái dòng lan đai châu mà người ta là những cái cây đai châu mà được lai tạo giống từ cái mặt đai châu của dòng châu Thái với một cái dòng châu khác, tạo ra một cái mặt bông cực kỳ là xuất sắc luôn. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng châu hồng gấm ạ. Và những cái châu hồng gấm này này, một cái chậu như thế này rơi vào ít nhất là 8 cặp lá nhá. Đó, rơi ít nhất 8 cặp lá. Và hàng này thì hoa rất là thơm. Không chỉ hoa đẹp mà còn cực kỳ là thơm, cây lá đẹp. Giá em bán chỉ có 210.000 cho một chậu thôi. Sang bên này đây thì em có cái dòng châu đai châu màu đỏ sắc pháo ạ.
đỏ sắc pháo, cây sẽ rơi với ít nhất là 4 cặp lá. Hiện tại thì cái dòng này là đang chuẩn bị cho nụ rồi đấy ạ. Em bán một cái chậu đỏ sắc pháo như vậy với giá là 220.000 trong một chậu nhé, của chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò lan kiếm tiên vũ, cây to bự và là láng tít. À, rất là tuyệt vời luôn. Cái dòng này thì rất là dễ thuần, dễ chăm, dễ cho hoa. À, hoa có hương thơm nhẹ nhàng, thân lá đẹp. Em bán một cái chậu kiếm tiên vũ như vậy với giá chỉ có 110.000 cho một chậu thôi ạ. Cây rất là nhiều giả hành, đều là những cây trưởng thành. Cô chú anh chị về trồng một dạo nữa sẽ cho nụ cho hoa, cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi đấy ạ. Cô chú anh chị có thể lựa chọn những cái hình lan gọi là ưng ý nhất, những cái cho sân vườn của nhà mình nhé. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng lan hài hương trước ạ. Cái dòng lan hài hương được coi là chị em song sinh của dòng lan hài hằng. Hiện tại thì những cái cây hài hằng thì cực kỳ là đắt đỏ, và dòng lan hài hương này này, một trong ít những cái dòng lan hài mà có hương thơm và cây lan hài rất là quý nhé cô chú anh chị nhé. Cái một trong những cái dòng lan hài mà cực kỳ là quý, đáng sưu tầm. Đấy, và nó rất là dễ trồng dễ chăm. Ở đây em có hình 1. Hình 1 này em có đến 20 cây hài luôn nhé. Em có đến 20 cây hài hương giống luôn. Cây rất là khỏe luôn ạ. Em bán cái hình này với giá chỉ có 160.000 thôi, gọi là hình số 1 ạ. Hình số 2 có đến 19 cây. Những cây này thì cô chú anh chị về trồng thoải mái luôn ạ. Nó dễ trồng dễ chăm. Hình số 2 em bán với giá cũng 160.000 cho 19 cây. Và hình số 3, hình này có 6 cây. 6 cây lớn hơn một chút xíu, nhỡ nhỡ, xinh xinh. Em bán cái hình này với giá là 100.000. Tiếp theo sẽ là hình số 4. Có 14 cây. Đó, cái hình này có tổng là 14 cây, rất là nhiều luôn ấy. Em bán hình này với giá 140.000. Và hình số 5 có 7 cây nhá, của chú anh chị nhá. 7 cây ạ. 7 cây hài hương này em bán với giá là 130.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình số 6 này có 6 cây. Em bán hình này với giá là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình này có 6 cây. Đấy, 140.000. Và hình số 7 này, hình số 7 này em có tất cả là 4 cây khá là lớn này cô chú anh chị này. 4 cây khá là lớn ở đây em bán có 180.000. Đấy, mỗi một cây hài hương như vậy còn chưa đến 50.000 cho một cây. Đấy, bình thường là em thấy là nhiều nơi người ta bán cây hài hương khoảng tầm 70-80 trở lên đấy ạ. Sang bên này sẽ là những cây hoàng nhạn nhé. Hoàng nhạn thì bên này em có những cây nhỡ nhỡ vừa vừa xinh xinh, lúc nãy em đã cân rồi ạ, 600.000 cho 1 kg, cây rất là đẹp. Còn ở đây thì em có vài cái cây gọi là rất là khủng. Đấy, rất là khủng luôn cô chú anh chị này. Ở cái hình số 8 này em có 3 cây rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Đó, 3 cây nhạn rừng rất là to như thế này em bán 250.000 ạ. Và tiếp là hình số 9, cái hình này thì có cũng là 3 cây, 3 cây này nhỏ hơn. Đấy. Và cái hình này em bán với giá là 150.000. Và sang hình số 10. Hình này có 2 4 5 cây. 5 cây lớn ở đây em bán với giá là 180.000, tùy cô chú anh chị. Mua hàng bên kia em bán cân 600 hay là mua theo hình này cũng được. Sang bên này thì em có những hình dáng hương đuôi cáo. Hình cáo thì em có bán hàng cân bên kia đấy ạ. Với giá là 180 1 kg. Cô chú anh chị cây nào cũng đảm bảo cây rất là đẹp cho cô chú anh chị nhé. Còn nếu mà không thì cô chú anh chị có thể chọn theo hình này cho em này. Đấy, chọn theo hình này để những cái được cây lan gọi là yên tâm hơn, ưng ý hơn. Cái hình này em có tất cả là 5 cây đấy ạ. 5 cây khá là to và đẹp luôn. Với giá em bán là 150.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 này có 4 cây xếp V nhé cô chú anh chị nhé. Có 2 trong đó, 2 cây xếp V cực đẹp luôn. Đó. Và cái hình số 12 này em xin phép được bán với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này có tất cả là 7 cây cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Một 7 cây lá xếp mà trong đó có những cây lá dày cộp rất là đẹp. Hình này em bán với giá là 150.000 nhé. Và sang hình tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 này 8 cây với giá chỉ có 110.000 thôi. Và hình số 15 cũng là 8 cây với giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, 8 cây chỉ 100.000 thôi. Cô chú anh chị cứ chọn lựa những cái hình lan gọi là ưng ý. Cảm thấy ưng nhất. Ô, cái cây này dài không? Cần hoa dài không cô chú anh chị này? Cần hoa vừa rồi năm ngoái ra rất là dài. Cái hình này có 3 cây ạ. 3 cây to bự luôn. Em bán 130.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 17. 5 cây. Đây cũng là 5 cây xếp V này cô chú anh chị này. 5 cây xếp V rất là đẹp. Em bán là 140.000.
Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Hình này có 12 cây với giá 120.000. Và hình số 19 là 6 cây nhé. 6 cây đẹp luôn đấy ạ. 6 cây này với giá là 140.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 20. Hình 20 này cũng là 6 cây. Đó, 6 cây ạ. 6 cây lớn. 6 cây thì trong đó bên kia là có 3 cây mẹ con. Đấy. Hình này em bán với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo, hình 21 10 cây với giá là 110.000. Và hình số 22 4 cây với giá là 140.000. 4 cây to nhé. Và sang hình tiếp theo là hình số 23. Hình 23 cũng là những cây xếp V, 7 cây xếp V, 130.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 24, 8 cây ạ. Chỗ này có 8 cây nhỡ xinh. Và cái hình này em bán với giá là 8 cây ở hình này em bán với giá là 150.000. Đó, 150.000. Sang hình tiếp theo là hình 25. 25 này có hình 25 này có 15 cây tất cả luôn ạ. 15 cây tất cả luôn, em bán với giá chỉ có 120.000 thôi. Và hình số 26, cái lô này có 3 cây rất là đẹp. Đấy, trong đó cây bản lá dày cộp này. Và cái hình này em bán với giá là 150.000 nhá, cho 3 cây to bự này. Và sang hình số 27, 10 cây. 10 cây trong đó cây xếp V rất là tuyệt vời luôn. Em bán 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28, 5 cây. 5 cây đẹp này. Em bán hình này với giá là 140.000. Và sang bên này sẽ là những giò trúc Phật Bà. Cái dòng lan mà mang ý nghĩa tâm linh rất là tuyệt vời. Cái dòng trúc Phật Bà này này, người ta cho rằng là với những cây trúc Phật Bà này, khi mà trồng cho gia đình nó sẽ nở hoa thời điểm Tết đấy ạ. Nó như kiểu như là mang lại cái vận may, cái sự an lành cho gia đình trong một năm mới. Hàng này nó nở hoa thời điểm Tết và ngay từ cái thân của nó đã tỏa cái mùi hương ngai ngái rất là thơm luôn. Cái dòng trúc Phật Bà hiện tại cây đã bắt đầu đi vào giai đoạn đứng ngọn hết rồi. Cái giò trúc Phật Bà hình 29 em bán là 250.000. Hình tiếp theo hình 30 cũng là 250.000 nhá. Hình 31 với giá cũng là 250.000. Đấy. Chỉ cần vài bung nở thôi là rất là đẹp rồi. Cái dòng trúc Phật Bà này hoa cực kỳ là đẹp luôn. Hình số 32 250.000. Và sang bên này sẽ là những cái giò trầm. Hình trầm số 33 150.000. Trầm rừng nhá của chú anh chị nhá. 34 cũng là 150.000. Và hình số 35 110.000 ạ. 36 với giá 130.000. 37 với giá là 140.000. Và hình 38 với giá là 130.000. Hình 39 với giá là 130.000. Hình 40 với giá là 150.000. Hình 31 này, trầm rừng này, nụ luôn, 150.000. Sau bên này sẽ là những cái giò hoàng thảo vôi bắc nhá, chính chị nhá. Cái dòng vôi bắc ạ. Dòng vôi bắc thì hoa nó sẽ rất là đậm đà, thân cực kỳ là nù luôn. Và cô chú anh chị nhìn thấy là thân rất là khỏe, bởi vì cái hàng này là em trồng ở dưới cái ánh nắng gần như là khá là tự nhiên và ít tưới bón, nên là cây sẽ rất là cứng cáp, mắt nụ đã chìm bên dưới rồi. Thế cô chú anh chị này, đó, cái dòng này cái hương thơm của nó chỉ đứng sau trầm thôi. Trong dòng hoàng thảo thì cái dòng này là hoa gần như là thơm nhất. Cái hình số 42 160.000 cho giò hoàng thảo vôi này này. Cái giò như vậy đủ cho cô chú anh chị có một cái giò lan. Khi mà sổ đủ cô chú anh chị có một cái giò lan gọi là thơm nức mũi luôn. Hình tiếp theo là hình 43. Cái giò này là cái giò long tu xuân nhá cô chú anh chị nhá. Long tu xuân. Cái giò long tu xuân cực kỳ là đẹp luôn ạ. 160.000 cho giò long tu xuân này. Cái hàng này thì long tu xuân này thì ở những nơi ấm áp có thể sổ hoa Tết nhá. Hình tiếp theo hình 44 cũng là giò vôi này. Cô chú anh chị nhìn thấy thân vàng óng cực đẹp luôn đúng không ạ? Vôi bắc ạ. Và hình này em cũng bán là 160.000, rất là sum xuê. Và sang bên này đây sẽ là hình số 45, cũng là giò vôi. 45 vôi này em bán với giá là 150.000. Và 46 cũng là vôi nhá. Dạ. 46 vôi rất là đẹp luôn. Em bán hình này cũng với giá là 160.000. Và hình 47. 47 giò vôi rất là tuyệt vời luôn. Nhiều thân đều, 170.000 ạ. Và hình số 48 là một cái giò long tu xuân. Đó, long tu xuân 48, cái giò này em bán với giá là 150.000. Long tu xuân 49, 160.000, cực đẹp luôn. Cái thân lá xếp nù rất là đẹp. Và hình tiếp theo hình 50, 160.000. Và hình số 51 ạ. 51 này với giá là 140.000 nhá, long tu xuân ạ.
Sang bên này đây sẽ là những cái dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố. Dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố. Mặt bông phải nói là vô cùng là xuất sắc, riêng dòng thiên cung lữ bố này. Hàng này chuẩn ươm ki nên là chuẩn mặt bông nhé, cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng thiên cung lữ bố. Hoa thì cực kỳ là đẹp. Cái môi của nó sẽ tròn to nhé, và cánh hoa rất là hồng đậm luôn. Đó. Hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Và một cái giò như thế này đủ cho cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời. Cô chú anh chị nhìn rất là nhiều thân luôn. Dễ thuần dễ chăm, trồng bằng cái gỗ nhãn nên là rất là bền. Cái hình số 52 này với giá chỉ có 220.000 thôi cô chú anh chị nhá. Trước đây một cái thân như thế này thôi, một vài năm trước một thân như thế này thôi 140, 150 luôn ạ. Hình số 53 220.000 rất là đẹp này. Hình tiếp theo là hình số 54 cũng là 120.000. Và hình tiếp theo hình số 55, một cái giò trầm trắng. Cái dòng trầm trắng thì trầm đã là trầm thì cực kỳ là thơm. Trong dòng hoàng thảo thì nó là cái dòng thơm đứng đầu tiên rồi ạ. Cái giò trầm trắng này 140.000 thôi. Và hình số 56 cũng là 140.000 này. Hình 57 trầm trắng cũng là 140.000. 58 cũng là 140.000 nhá. Bên này sẽ là những cái cây kiếm. Đây là cái dòng kiếm hàng chuẩn mặt bông nhá. Kiếm trắng Thái Nguyên. Cái giò này, giò kiếm trắng Thái Nguyên này thì đây là một trong những mặt bông có lẽ là đẹp nhất trong tất cả những mặt bông của dòng kiếm đấy ạ. Hình 59 em bán là 360.000. Cái hình này có tất cả là 2, 4, 5 thân, 5 thân. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 60 cũng là kiếm trắng Thái Nguyên. Cái giò này 3 thân và một cái mầm đang lên rất là xinh, 280. Và hình số 61 là đây là vàng cánh bầu Hải Phòng, một trong những mặt bông kiếm va gọi là gần như đẹp nhất trong tất cả mặt bông của dòng kiếm va. Hình 61, 140.000 cho hai thân hàng chuẩn mặt bông nhé cô chú anh chị nhé. Hình 62, 170.000 thì này có hai thân và một cái mầm đang lên rất là xinh. Và hình bên này sẽ là hình 63, 200.000 cho cái hình kiều tím, có hai dề kiều tím này, đủ cô chú anh chị là một giò đẹp. Và hình tiếp theo sẽ là hình 64. Cái lô kiều tím này em cũng bán là 200.000 ạ. Và một cái lô dáng hương đuôi sóc duy nhất ạ. Em bán với giá là 120.000 nhé. Ba cây lá xếp. Và hình tiếp theo sẽ là cái hài. Chậu lan hài Henry. Cô chú anh chị nhìn cho em cây lan hài vẻ đẹp của hài Henry. Cái sắc hoa tím hồng rất là đẹp luôn. Cây này chuẩn bị bung lụa rồi. Giờ này em bán với giá là 80.000 đi cô chú anh chị sưu tầm ạ. Và sang bên này sẽ là dòng lan hài mau rie xanh. Hoa của nó, độ bền của dòng lan hài bao giờ cũng trên 2-3 tháng. Thoải mái cô chú anh chị ngắm đã thì thôi. Đó, cây lan hài cực kỳ là xinh đẹp. Và một cái chậu mau rie xanh như thế này ít nhất là 2 cây, em bán với giá là 250. Bên này sẽ là Lecocilium, một trong những dòng lan mà hoa rất là thơm. Đó, đốm thơm, em bán với giá là 150 cho một chậu Lecocilium ạ. Bên này thì em có những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Đầu tiên sẽ là món măng mầm. Cô chú anh chị thưởng thức một lần chắc chắn là sẽ nhớ mãi đến cái món măng mầm của quê em ạ. Vàng ươm luôn, và khi mà cô chú anh chị nâng lên ninh thì sẽ rất là giòn, dày và kỳ là ngon. 1kg măng mầm như vậy em bán 200.000 nhá. Không có chất bảo quản, phơi bằng nắng tự nhiên luôn ạ. Bên này sẽ là cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, trồng ở vùng núi Khe Đén với độ cao trên 1.000m². Cái chè ô long này em bán một túi như vậy nửa kg với giá là 170. Bên này sẽ là cái nấm hương rừng, em bán với giá là 160.000 cho một túi nửa kg với 8 sâu cô chú anh chị nhé. Hay là chuối hột khô với giá là 100.000 cho một túi ạ. Và cái này là quả mắc mật khô ạ, phơi khô ạ, em bán với giá là 120.000, một cái gia vị rất là tuyệt vời. Bên này sẽ là cái dễ mũ tần với giá em bán 120.000. Nấm ngọc cầu 150.000 cho một túi 1kg. Tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến là 190 nhé. Bên này em có hoàng tinh với giá là 200.000 cho một túi 1kg. Bên này thì em có vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 trong 1kg. Rêu rừng em bán là 50.000 trong 1kg. Khô cong luôn và dớn vụn cái giá là thể ghép lan rất là tuyệt vời với giá là 40.000 trong 1kg. Sang bên này rất là nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan. Atonic là 10.000 trong 1 gói. Duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 trong 1 lọ, 50.000 trong 1 cặp. Dưỡng chất AB 85.000 trong 1 lọ. B1 Thái 40.000 trong 1 lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong 1 lọ. Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 trong 1 lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 trong 1 lọ. Và 3 loại cái siêu da dễ N3M 35.000 trong 1 lọ nhé.
3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 35.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35 3 loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ. Và bên này thì em có cái phân bón dạng túi lọc ạ, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong tất cả mọi giai đoạn phát triển luôn. Kích rễ rất là tuyệt vời. Em bán với giá một túi như vậy là 35.000 cho một túi nhé, một hộp nhé, với 20 túi lọc bên trong. Bên này là em có Trichoderma phân bón vi sinh kháng nấm ạ, 15.000 cho một gói. Và Kinkinbol đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói. Trichoderma thì em còn có cái loại túi 1kg với giá em bán là túi 1kg này em bán với giá là 50.000. Và cũng là Trichoderma, một cái hộp như vậy là 1kg kháng nấm với giá em bán là 130.000 nhá. Dây bục lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng ạ. Giá là 35.000 cho một cuộn như vậy này. Và bên này thì em có sản phẩm đó là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh cũng như là ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cái túi sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này em xin phép được bán với giá là 35.000 cho một túi như vậy. Và khi mà cô chú anh chị sử dụng có thể trộn với cả giá thể hay là bón một cách trực tiếp cho cây nhé. Khi mà tưới nước ấy, đã được nén viên rất là chặt nên là khi mà cô chú anh chị tưới nước ấy, thì nó sẽ không bị tan mủn ra, chính vì vậy mà sẽ tạo ra cái giá thể rất là thoáng, sạch và hạn chế nấm bệnh một cách tối đa, đồng thời cung cấp cái giá trị dinh dưỡng một cách tối ưu rất là tuyệt vời để cây phát triển ạ. Và cái này phân này nó sẽ tan chậm, chính vì vậy mà nó sẽ cung cấp cái dinh dưỡng trong một thời gian rất là dài. Một cái sản phẩm em nghĩ rằng là rất là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể sưu tầm, có thể lấy để mà bón cho những cái cây lan ở cái sân vườn của nhà mình. Cái này thì nó rất là lành tính bởi vì là cô chú anh chị bón thoải mái mà cũng sẽ bị đen đầu rễ nhá. Bởi vì em thấy là so với nhiều loại phân ấy thì khi mà cô chú anh chị bón không cẩn thận có thể bị đen đầu rễ. Còn riêng cái dòng phân này cô chú anh chị bón thoải mái giúp em ạ. Không sợ bị đen đầu rễ cô chú anh chị nhá. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Lọ tinh dầu hồi như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Em được giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.